bạch trục hay còn gọi có tên gọi khác đó là ư trục, đông trục hay là trước trục. Đây là cây thuốc rất nổi tiếng trong Đông Y, tuy nhiên người dân bình thường thì rất ít nghe đến loại cây này. Khi trong Đông Y thì khi người ta nói đến cây bạch trục thì người ta nghĩ đến vị thuốc dành cho những người bị rối loạn và tiêu hóa, và tiêu hóa kém, phân sống hay là tiêu chảy. Nói chung là những bệnh về đường tiêu hóa thì người ta sẽ nghĩ ngay đến công dụng của cây bạch trục. Bạch trục là một cây sống lâu năm, cây có thể cao chỉ tầm tới 1 mét. Cây nó có củ to như đinh lăng đấy các bạn. Thì nước ta hiện tại mới nhân rộng trong mấy chục năm gần đây thôi, chứ trước kia thì cây bạch trục chúng ta chủ yếu nhập từ Trung Quốc là chủ yếu. Bình thường đem về trồng các tỉnh miền núi phía Bắc chúng ta. Khi trồng thì khoảng tầm tới 2 năm thì mình mới thu hoạch được. Tức là tầm trên 2 năm thì bắt đầu nó mới có công dụng về dược liệu cao. Và bộ phận dùng làm thuốc của cây bạch trục đó là cây rễ và thân, phơi khô đi. Nó dùng dưới hai dạng, thứ nhất là dạng phơi khô và mình thái mỏng ra để dành sau sắc nước uống. Hoặc là dưới dạng bột, giống như bột tam thất đấy các bạn. Thường cây bạch trục mình thu hái và thu dược liệu vào tầm khoảng tháng 10 âm lịch. Là tầm mùa mưa đấy các bạn, đào và lấy thân, gốc rễ của nó. Mình rửa sạch và bỏ, cắt bỏ phần rễ con và lá đi. Và thái mỏng phần thân như rễ, phơi khô. Trong cây bạch trục nó có tinh dầu và nhiều vitamin A và một số tinh chất quý. Theo cái đặc tính đông y thì cây bạch trục nó có vị ngọt và tính đắng, hơi ôn. Có tác dụng điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, táo bón, lợ tiểu, và ngoài ra ta còn dùng để ăn thai và nhiều công dụng khác. Đặc biệt cây bạch trục dùng cho những người tiêu hóa kém và phân sống bị tiêu chảy, và rất tốt cho những người bị viêm loét dạ dày, phù nề, tiêu thủng. Rồi đối tượng sử dụng thì các bạn mắc các triệu chứng như trên. Và cách dùng thì các bạn có thể dùng với dạng sắc, như sắc thuốc uống các bạn. Có thể dùng độc vị hoặc là kết hợp với các vị thuốc khác. Mỗi lần dùng thì các bạn cho chừng 6 đến 12 gram vào trong ấm nước và đun sôi lên. Đun sôi lên tầm khoảng nửa tiếng, 15 phút đến nửa tiếng tùy. Thì các bạn có thể lấy xuống dùng. Lưu ý đối với những người bị âm hư hoặc là đại tiện bị táo bón đấy, hoặc là khát nước nhiều thì cũng hạn chế dùng. Hiện nay thì giá cây bạch trục trên Việt Nam chúng ta thì cũng tầm dao động từ 200 đến 250, tùy nơi và tùy nguồn bán. Trên đây mình nói sơ về một số công dụng của cây bạch trục. Trong các video của mình là chủ yếu về hình ảnh và nhận dạng các loại cây thuốc, chứ mình cũng không nói sâu qua về công dụng của các cây thuốc này. Chỉ nói những công dụng mà người ta thường dùng của các cây thuốc trong dân gian chúng ta. Ngoài ra thì nhiều loại cây thuốc nó còn có nhiều công dụng khác, thì các bạn có thể nghiên cứu và tham khảo thêm ở các tài liệu khác.